Xin chào anh chị nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng ở đây thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhé. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị cái quỹ đất là một mẫu mốt cao su. Đây ạ, trước mặt của chúng ta là một mẫu mốt cao su nhé. Thì từ đây, từ cái đất của chúng ta ra đường liên xã thì khoảng chừng 500 mét thôi. 500 mét thôi anh chị nhé. Đây, còn đây này, anh chị nhìn thấy dây điện không ạ? Vì trong này vẫn có những hộ dân người ta ở nhé. Nên là điện người ta mắc này. Đó, mắc này. Còn đây là đất của chúng ta. Từ đất của chúng ta ra ngoài ngã ba, ngoài đường ngoài đó thì 500 mét, ra ủy ban, ra quốc lộ 14 khoảng chừng 2 cây số anh chị nhé. Ra quốc lộ 14, ra ủy ban xã Đồng Tiến khoảng 2 cây số thôi. Còn đi từ đây về Đồng Xoài khoảng 7 cây nhé. Khoảng 7 cây anh chị nhé. Đó, còn đây là vườn cao su của chúng ta. Diện tích là một mẫu mốt. Cao su rất đẹp nhé, đều đẹp anh chị nhé. Đó. Nhìn thấy không ạ? Đó. Đó, cao su đều đẹp. Cao su này người ta cạo năm thứ ba thứ tư rồi. Năm thứ tư rồi đó. Đó. Còn cái giống cao su thì giống gì thì tôi không có biết vì tôi không có làm bên nông nghiệp nên tôi không có rành. Đây là giống gì? Đó. Đất của chúng ta thì có khoảng 6-70 mét mặt đường anh chị nhá. Đó. Cái đường đó là đường người dân người ta lưu thông. Đó, đường đó. Cứ đi thẳng ở đường này ra thì chúng ta lại ra con đường nhựa. Đường nhựa để về Ủy ban Tân Phước nhá. Đó, Ủy ban Tân Phước thì bên kia cũng có một cái nhà dân. Nhà dân, đất ở đây thì bằng phẳng vuông vức nhá. Đất này vuông như bàn cờ luôn anh chị. Đó. Đây cao su này. Đó. Cao su người ta cạo cũng khá đẹp nhé. Tôi thấy người ta cạo cũng khá đẹp đấy. Đó. Đó. Đó, đây là đường trước đất của chúng ta nhé. Rồi mình nhắc lại nhé. Đất đất này là diện tích là một mẫu mốt anh chị nhé. Một mẫu mốt giá bán người ta là 1 tỷ 3. 1 tỷ 3. Thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đó, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhé. Thì anh chị nào quan tâm đến quỹ đất này thì liên hệ cho mình qua số điện thoại 0918 645 130 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.